át cuồng công Runen bắn 3 tia có được đóng băng 3 người không? Thì cái này thì tôi cũng đã đánh nhiều lần rồi nhưng mà tôi vẫn chưa thực sự kiểm chứng được hoàn toàn. Bởi vì khi mà tôi dùng cái bộ băng tộc ấy mà có cuồng cung cho át ấy thì cái hôm ấy tôi đánh là bốn băng tộc thì nhiều con quá, nó đánh nó lu bu, tôi cũng không biết là băng đến từ cái nguồn nào. Nhưng về cơ bản mà mặt logic mà nói tôi nghĩ là được. Bởi vì cái cuồng cung nó có một cái dòng mà như thế này. Đây. Để tôi ngồi tôi phân tích cùng anh em cho nó vui. Đây nhá, cái cuồng cung nó có một cái dòng mà như thế này. Là attack 2 extra target on attack, tức là thêm hai cái mục tiêu nữa. Thì cái hai cái tia nhỏ này thì được 50% đam. Thì tôi nghĩ là về mặt lý thuyết mà nói thì được. Hai cái tia nhỏ đấy cũng ít đam hơn thôi nhưng mà nó vẫn có thể. Ấy. Đấy, cứ mải nói chuyện. Đéo kịp bắt cờ rồi. Nó ít đam hơn thôi nhưng nó vẫn sẽ đóng băng, nó sẽ vẫn giúp các bạn đóng băng được. Chế độ này là vĩnh viễn nhá. Chế độ này là vĩnh viễn nhá. Assassin à? Được. Ok. Assassin thì Assassin, tầm này sao phải xoắn. Được, được, Assassin. Chơi luôn, tầm này sợ gì. Tôi cũng đang thích anh Assassin này. Chà. Tôi cũng thích đang đánh Assassin này. Được, Assassin. Đây rồi. Assassin à. Thôi bây giờ một ông yêu cầu thôi. Mẹ ông thì yêu cầu Assassin, ông thì yêu cầu đánh hai rồng, ông thì Blade Master, thì bây giờ đánh cái gì? Ok để tôi bắt. Còn này mẹ quyết tâm tôi phải giết lính hay cướp phải 20 cái thìa, tôi đánh cả ba bộ cho các ông xem này. Yên tâm tôi sẽ xếp được cả ba bộ trong cái bàn cờ để cho anh em xem. Yên tâm. Vấn đề là phải ra thìa nhá, mà không có thìa là không đánh được đâu. Đây rồi, đồ của Kata đây rồi. Đồ của Kata đây rồi. Hưu 25 up đam audio. Ok. Nhìn đã thấy đồ của Katarina đây rồi. Fear the void, fear the void, fear the void. Assassin với voi à? Voi là có những con nào? Kassadin, Khazix, Cho'Gath. Kassadin, Khazix, Cho'Gath, Mordekaiser. Hơi khó. Trong những cái đống voi đấy thì hình như không có con à, con Khazix. Đánh voi cũng được, cũng được, cũng được, cũng được. All this ignore. Được, 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 được. Chết mẹ à mình này. Như vậy là 6 cộng 3, 6 cộng 3 là 9 slot, phải lên level 8, hơi khó, hơi khó. Hơi khó. À như vậy là 6 cộng 2. 6 cộng 2 là 8, sau đó thì lên level. Được, 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 đánh được, đánh được, đánh được. Level 7 cũng có một cái thìa vàng là đánh được. Ok. Được, nếu mà tôi đánh voi tôi sẽ bán sen đi.
nhưng mà cũng khó. Như vậy thì giữa giữa Z và Akali chỉ đánh một con thôi à? Được, tôi sẽ đánh thử xem như thế nào. Để tùy nhá, để tùy xem nó vào cái bộ nào thì đánh bộ đấy nhá. Một thìa chuyển class à? Ừ. Nghe cũng không tệ. Nghe cũng không tệ đấy. Hay. Thìa chuyển assassin. Ờ, được 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 được. Nghe có vẻ hợp lý. Được 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 được. Cái gì hợp lý thì mình nghe ngay, dễ tính như phó ấy mà. Được được được. Má lên này, con này không dùng được vì bị vướng cái con ninja này ở đây. Attack dam ninja. Hey. Đây voi đây đúng không? Dễ tính như phò, có khách đi không á? Tôi nhiều khách lắm. Mẹ nó lắp full đồ chó này, thằng này mất dạy vãi lìn. Tôi nhiều khách lắm nên là cũng không biết được. Tùy đấy anh em ạ. Chứ không phải là khách nào tôi cũng đi nhá. Nào, bắt cái gì đây? Bắt con nào đây? Bắt con sóc bỏ vào lọ nào. Này, thìa thế này. Mẹ làm sao mà lấy được cái thìa này mới là đỉnh thế này. Các bạn trẻ mà chê thìa mới là đỉnh thế này. Nào, các bạn có chê thìa không để mình lấy hộ cho này. Mình đang cần thìa này. À, chê thìa thật. Ồ, ngon. Các bạn thiện lành thế. Các bạn chê thìa thì mình xin cái thìa vậy. Được, 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 được. Lấy làm gì còn Evelyn. Cái thìa nó giá trị hơn bao nhiêu? Này thì voi nè. Thì tao phải bán con sen này đi. Bán con sen này đi là cái chắc. Nó bị trùng ninja với con này. Đéo sơ múi gì được. Voi thì có con cho gát làm tanker và CC à? Được, được, được. Đồ này để hết cho Katarina. Phí tiền lên con xe bị lỗ mất 2 đồng. Đánh theo yêu cầu đấy nhá. Bởi vì ban đầu là tôi định đánh Assassin với cả Ninja đấy nha. Nhưng các bạn yêu cầu đánh Assassin với Void là tôi đánh Assassin với Void này. Chiều nhất các bạn luôn đấy. Đánh theo yêu cầu đấy. Chứ còn tôi lên được hẳn Sen 2 tôi còn phải bán đi thì anh em thấy rồi đấy. Bọn nó đi xem anh đế chế hết rồi à? Ôi. Tôi vẫn hơn 1.000 view và tôi thấy vui lắm rồi mà. Chứ tôi đâu có mưu cầu gì nhiều lắm đâu. Ủa, bị đóng băng này. Khét thế nhở. Mẹ này khéo đấy. Mày khá khéo đấy.
Nào đây, xanh 9 tơn này này. Thắng hay thua nằm ở cái tơn này này. Thắng hay thua nằm ở cái tơn mẹ lấy đồ này này. Brawler Phantom. Còn thiếu con nào nhở? Các Sardin, Kha'Zix, cho gát, cho gát, cho gát, thiếu con cho gát là voi, ok. Thua rồi. Em biết có thắng được con này không? Cắn. Tuyệt vời, nhưng mà đéo ra đồ. Năm con người đá đéo có đồ, thì mẹ cay thế. Chào Tấn Lộc nha. Rek'Sai tanh ngon hơn. Cái ông ấy đi Rek'Sai. Rek'Sai là Demon cũng được. Tí nữa thay con Rek'Sai bằng con Kassadin. Đánh Rek'Sai, bỏ Kassadin đi, được. Bởi vì khi mà đánh Rek'Sai là kết hợp với con Evelynn là được hai con Demon cũng được, cũng được, cũng được. Như vậy là ba con voi sẽ là Kha'Zix, Rek'Sai, Cho'Gath rồi, ok. Hợp lý thì chơi. Nhất thì cũng nhiều rồi, mày đánh theo yêu cầu cho các bạn vui. Lại đi bán máu à? Lại đi bán máu chuẩn bị đi chợ à? Mặc dù bán máu này thì không vui tí nào cả. Thật sự mà nói là không vui một tí nào cả. Cho'Gath với Rek'Sai Brawler. Hợp lý. Chính xác. Anh em càng bổ sung lại càng hay, hợp lý. Đồng ý. Chơi luôn. Quá chuẩn. Ui, thằng chó này đã bị Aurelion Sol rồi. Đấy, còn Sol đại bác được đấy. Được của lóa đấy, đừng có đùa. Đừng có coi thường con Sol đại bác này. Tích mana thì nhanh lắm luôn, lướt. Chơi ma chơi nhóc đồ cầm ma vũ. Thế bạn gọi điện hộ tôi cho nhà phát hành và bán sau chắc chắn cho tôi một cái ma vũ nha. Kiếm chắc chắn cho tôi một cái ma vũ, hai cái ma vũ thì tôi chơi nhóc đồ nha. Ok, bán sau chơi nhóc đồ. Rồi, dễ mà. Anh em thích là tôi đánh theo. Thắng hay thua thì không biết nha. Không mua. Đấy nha, anh em yêu cầu đánh Rek'Sai và đánh Cho'Gath, không mua Kassadin nữa. Đúng theo yêu cầu của khán giả. Chỉ cần khán giả vui là ăn cũng vui rồi. Không cần gì nhiều cả. Cái ý kiến của bạn Phạm Công Hoàng thì tôi không thích lắm. Với cả là phải có đồ đã. Ý kiến của bạn này tôi không khoái lắm thật. Thật sự là không cảm thấy hứng thú lắm. Thằng này cũng assassin à? Thì gần hai thằng assassin vãi nhau ạ. Nhìn buồn cười vãi đái. Rồi đi chợ đầu rồi, đi chợ đầu rồi. Đi chợ đầu rồi. Xin lên cái xẻng nữa nào. Đẹp quá, được đi chợ đầu rồi. Đây rồi, xẻng đây rồi.
Cảm ơn sao của Zonin và Kudoriki nha. Đánh theo ý cộng đồng mà thua có mình cay. Thì tôi cay suốt, tôi chơi cái trò này tôi cay. Thì hôm nọ tôi toàn bị chửi oan, tôi cay vãi lìn rồi. Nhưng mà thôi, đằng nào cũng cay sẵn rồi thì đánh cho mọi người vui. Quan trọng gì đâu. Mọi người vui là vui rồi. Brawler này. Chứ ngày nào tôi chơi cái trò này tôi live stream bây giờ tức anh ách. Mẹ nhiều huấn luyện viên online vãi lìn, mỗi ông nói một kiểu chúng nó toàn nói sai chứ. Mẹ vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vẫn phải ngồi gật gù bảo ý kiến các bạn hay vãi lìn. Đấy, cái công việc làm dâu trăm họ nó khổ thế đấy anh em ạ. Thì mẹ nghe toàn là những cái thứ lý thuyết chết chết tiệt ở đâu ra. Nhưng mà cảm ơn lời khuyên hay ho của các bạn thì mẹ vẫn phải cười khanh khách. Bị xui những cái lời khuyên mà vãi cả đái vẫn phải ngồi cười khanh khách. Vui là chính ý, tôi chơi cho các bạn vui ý, chứ còn gì nữa. Tôi thiện lành như thế. Kata đâu nhỉ? Từ nãy giờ tìm không thấy con Kata đâu. Đây này, ba voi rồi đây này. Đây, Rek'Sai to rồi đây. Rek'Sai 1 thì nó chả bé. Đây, Rek'Sai 2 đây. Ui. Ai giết con rồng hộ cái coi. Mẹ nó nhổ đau quá. Ok. Ok. Tôi nói thế thôi, chứ anh em khuyên thì anh em cứ khuyên. Thì tôi chỉ nói với mấy cái ông mà khuyên kiểu cái kiểu mà tại sao không vứt cái thìa vào để cho nó khỏe hơn ấy. Tôi nói mấy ông ấy chứ tôi nói đéo gì mấy bạn. Anh em phải hiểu rõ quan điểm. Anh em phải hiểu rõ cơ, chứ còn anh em phải cứ trách tôi thế thì chịu. Thế này, ví dụ các ông khuyên chuẩn thì tôi nghe theo. 6 assassin và 3 voi nó đánh được và nó hợp lý. Vì voi có giảm giáp. Sau đấy thì assassin có nhiều đam, nó kết hợp với nhau nó hợp lý, tôi nghe ngay. Nhưng mà tôi kêu mấy ông khuyên kiểu khuyên mất dạy ấy. Vẫn phải nghe mà, vẫn phải ngồi cười khanh khách mà. Cái bảng kết hợp đồ các bạn lên cái trang tftactics.com ấy, tftactics.com. Ui. Ui. Đồ. Ôi. Đai lưng khổng lồ. Ôi. Đai lưng khổng lồ. Sao nó không có những cái con mà trong bộ của mình nhờ, mình muốn roll lắm rồi mà không roll nó được. Đánh assassin mà thăng tiến sức mạnh chậm thế này thì chết. Giết con Sone này anh em ơi, giết con Sone này. Thôi xong rồi, con lợn nó choáng được tôi rồi. Vẫn thắng này. Ngon. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Mà không chơi Akali được. Đánh cái này bị hai ninja phải chơi con Evelynn, không chơi Akali được, cày và Aileen.
Giết nhanh lên, thua bây giờ. Hất tung. Hóa ra con Rek'Sai để hất tung đơn mục tiêu à? Từ nãy từ xưa nay tôi cứ tưởng nó hất tung đa mục tiêu, hóa ra ở trong game này hất tung có đơn mục tiêu à? Oh shit. Thôi lại chết thì chuẩn bị đi chợ rồi. Thua thêm round nữa cũng được. Hãy cứ đến gần lúc đi chợ là tôi chỉ muốn mình bị mất máu ấy. Thích thật. Nhìn thấy Sôn ra, mẹ nhìn thấy con Sôn ra mà lòng nó xuyến sao mà không được bắt cay thật. Im lặng sẽ qua một người cứ thế đấy, yêu là yêu đến hết đời này. Mà sao con Z của mình mãi vẫn một thế này? Gãy đến đi. Ôi, một đống tướng đứng ở bên ngoài này nhục vãi cả đài. Gãy rồi. Em không là thế giới ấy. Rồi, đi 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 chợ đi chợ đi chợ đi chợ. Ui cái này ngon này. Ui con Akali nó có đồ luôn này. Mẹ hai cái thìa luôn này. Lần đầu tiên tôi thấy trên cuộc đời mình đấy. Ui vai cả lìn. Đéo thì tin được nó bắt được luôn hai cái thìa này. Ôi loạn 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 loạn. Loạn quá rồi. Mẹ ngon không này. Ui không thể tin nổi này. Con mẹ chó này nó bắt một lúc hai cái thìa luôn này. Đỏ hết chỗ của chó luôn. Đây rồi, Kata đây rồi. Bốn assassin, năm assassin. Lắp thì à? Thua đến đít rồi. Đúng ra phải bán nốt con chó đi. Bán con Cassadin này đi này. Bán con Cassadin này đi. Bán con Cassadin đi cho thêm con này vào là 6 Assassin này. Tầm mày toang rồi. Đánh Assassin thì khó để mà níu kéo lắm. Ví dụ như bây giờ mà có con Sôn sủng mà đánh kiểu bộ AP thì còn gọi là có tỷ lệ còn lật kèo. Đánh cái này không lật kèo được. Đây này. Đây này. Bán con Cassadin này đi này. Đấy. Cho con này vào đây này, đấy. Vẫn đủ. Lên Kata 2 này, lên Kata 2 với lên con này 2 là cũng đẹp. Hết nước hết cái, nó dừng lại mức độ là hết nước hết cái.
lên cái này cho nó có aura, búp được cho con nào thì búp. Trời 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 trời, đây rồi. Ui đéo tự dưng đồ ra nhiều, thế biết mình sắp chết rồi, tỷ lệ rơi đồ nó cao hơn à. Nước mắt nữ thần, đây rồi. Kata ơi, em có chút đồ rồi. Cuồng đao. Đây rồi, Kata lên 2 rồi. Có nên mua thêm Rek'Sai không nhỉ? Phải mắc binh rồi đấy, hết nước hết cái rồi đấy. Bây giờ chờ mỗi Kata tỏa sáng rồi, không tỏa sáng thì chịu, đi mẹ dồn hết đâu cho Kata rồi. Con này có đồ, con này có 80 mấy % kháng phép với từ cái đồ ấy kìa. Nó có đồ kháng phép, thảo nào Kata xoáy không đau. Rồi cứ bình tĩnh, đâu rồi sẽ có đó. Thịt chó thì sẽ có lá mơ, bình tĩnh. Demon White Imperial. Garen, mẹ con Garen 3 xoay đau vai đái. Ui Kata được xả chiêu C hút máu kinh đấy. Đi lại vứt đồ cho Kata nhìn vui phết. Ui Lucian 3 này, may mà Lucian này không có đồ đấy nhá. May là không có đồ đấy, để nó mà có đồ thì chết. Lấy thêm một Demon thầy cho gắt để đốt năng lượng. Ok, tôi đang tìm con Demon nữa đây. Demon. Đang tìm Demon đấy, thực ra tôi đang tìm chứ không phải là tôi chơi con Kindred ở đâu, tôi vứt vào để tình huống thôi. Đây Demon đây, hai con Demon này, lấy con nào bây giờ? Chó gát không phải Demon nhá, mà con Evelyn này mới là Demon này, chó gát không phải Demon nhá. Ô lấy con này. Tắc đường này, cày vai lìn. Mình xếp đội hình như thế mà vẫn bị tắc đường. Hút máu, Kata. Rồi, xuất sắc. Quá xuất sắc. Tay tôi giết hai thằng rồi đấy. Tay tôi giết hai thằng bên dưới rồi đấy. Còn có lật kèo được hay không thì có mặt trời mới biết được. Có con nào Demon mà nó khỏe khỏe một tí không nhỉ? Có con nào Demon cấp cao mà nó khỏe khỏe tí không nhỉ? Này vứt nốt cho Kata lấy cái dao điện cho nó tích 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 mana cho nó nhanh. Thìa hết thìa rồi, thế này, cái vòng này không có thìa, đen thế, cái vòng cần thìa thì đéo có thìa. Đây, element đây rồi. Đây, cho con này vào thì nó có vẻ trí chó hơn này. Đội hình nhìn mất dạy vãi lìn nữa. Được ăn cả ngã về không này. Đấy đúng rồi. Ui một phát chết luôn này. Vên vên bà này. Kata xoay. Xui ôi.
Hay vãi lìn ạ. Assassin khỏe vãi lìn. Kata có đồ hơi bị hay đấy. Demon có Sở Quên, Tanh Châu. Ừ, để tôi bắt được Sở Quên, tôi lại thay con Brand. Tôi biết, ok, cảm ơn các bạn đã nhắc nhở. Lại roll tiếp. Đây, thầy. Thầy đội hình liên xoành xoạch. Thích vãi lìn. Rồi, sợ quên rồi nhá, lại đề mòn. Kịch tính quá, căng thẳng quá. Thì cái tầm này mà cho mấy con đam chính của nó mà bị mình tuồn một phát là chết luôn thì đẹp này. À, thằng này vừa mới thua mình xong. Dồn người lên, đúng rồi, chém đi. Kata ơi, em ơi, xoay đi. Dồi ôi, tuyệt vời Kata ơi. Ừng thế nhở, đúng rồi. Lên trời. Bye bye. Ui ôi, top 3 này. Được quá đi chiến lị. Trận này là một trận khá thú vị. Thậm chí là còn thú tính nữa. Vừa đánh được theo yêu cầu anh em mong muốn. Vẫn chiều được lòng khán giả mà lại vẫn có một trận đấu hay anh em ạ. Top 1 thì anh làm video trận này à? Ok, Võ Kiệt, cảm ơn bạn. Đấy, thấy không? Tôi là một người rất biết tiếp thu. Anh em có những cái lời khuyên hay, chắc chắn tôi sẽ tiếp thu và tôi làm theo. Và đây là cho ra kết quả rõ ràng, chứ không phải là cứ lông côm, đúng không? Chứ còn mấy ông toàn kiểu đéo biết cái gì, cứ vào chửi mình, xong rồi cứ nói mình ngu, trong khi đéo biết game này nó chơi thế nào. Thì tôi chả bực à, tôi chả dỗi à, dỗi lòi ra, cay bỏ mẹ ấy được. Nhưng mà không biết phải nói với ai là vì mình cay. Nhanh lên. Ôi, còn 2% máu bị con rồng mày giết là nhục lắm luôn này. Úi giời ơi. Cái này thì được cái gì nhở? Chẳng lẽ lại vứt mẹ này vào lấy cái cuồng cung cho con này là chơi. Hết game rồi. Đây là cái gì đây? Để biết là cái gì thì cứ vứt vào xem nó như thế nào. Biến thành Demon đây này. Ôi, con này là Demon, nó lại biến thành Demon. Đi, buồn cười vậy Linh. Bởi vì tôi biết là vì sao không bao giờ lết được đến cái tân đi chợ này. Hết rồi, end game rồi. Nhìn này, 9 máu, 5 máu, 2 máu. Không bao giờ lết được đến tân đi chợ. Tôi vứt đốt đồ cho nó, Đi vào chúng mày. Buồn cười vãi lìn, vứt cho một con Demon đồ để biến thành Demon, buồn cười vãi lìn. Thật sự là tôi cũng không nhớ là đồ gì nhưng cứ vứt bừa đi. Bây giờ mà lên Kata 3 được thì nó là một cái gì đó vãi đái con gà mái luôn đấy. Hồi hết tiền rồi. Đâu, cái này là đồ biến thành cái gì? À, bị biến thành Blade Master. Biến thành Blade Master. Nhầm. Tôi lại nhìn nhầm ra cái Demon này. Biến thành Blade Master, ok. Nhưng ý là nó không có tác dụng gì. Thằng này sao ít thế này? Thắng mẹ rồi. Có khi nào? Thằng này toàn cấp 3 này. Quân cờ ít vãi đái. Vừa vào đã bị mình lốc mất mẹ một con rồi. Có khi hai con này gánh tim. Chí mạng lên. Chí mạng lên hất tung. Đúng rồi, con Garen này nó khỏe quá. Để mẹ thua vì con Garen này thì đúng nhục. Cố lên Kata, anh xin đẹp Kata. Ui, cay vãi lìn. Con Garen 3. Ôi, Garen 3. Con Garen 3 kinh thật. Cay trận đấu đầy cảm xúc đây này, nó ít hơn tôi 3 quân cờ, nó ít hơn tôi 3 quân cờ. Thế mà tôi lật từ lúc tôi còn bao nhiêu máu nhở, từ cái lúc mà tôi còn 9 máu à, hay là bao nhiêu máu đấy, tôi lật được về top 2 ảo thế.
Nói thật chứ ở cái đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa này hiếm có một người chơi cờ mà ảo như tôi đấy, kinh kinh. Mẹ năm tướng ba sao. Mẹ con Garen này, đúng công nhận là Garen siêu cay khổng lồ. Đi cay tê. Tôi cũng không kịp check xem là Garen nó có đồ hay không mà nó khỏe như con thú ấy. Đi mẹ ức thật. Hai màu. Quả quả đấy mà tôi còn nó level 3 nó trừ của tôi 3 sao. Quả đấy là tôi còn 7 máu thì tôi còn sống. Tôi còn 7 hay là 8 máu thì tôi mới sống. Tôi còn 2 máu thì tôi chết. Cày thế. 2 máu mà còn comeback được điều thế. Thế nên là các bạn ạ. Trong cái trò này thì không có một bộ nào là yếu cả. Chỉ biết chỉ có là mình có biết chơi hay không thôi. Đấy, nhiều khi là chất lượng hơn số lượng. Chất lượng hơn số lượng. Mà thằng này lắp như thế này là cũng không ra một cái bộ gì cả. Đó. Này. Mẹ nó còn khinh tôi đến mức mà nó còn dùng con Gray cộng 1. Nó dùng con Gray cộng 1 thì coi như là nó đánh 5. Nó lấy 5. Đánh với cả 9. Ghệ. 5 đánh 9 mà mình còn thua. Đi mẹ nhục thế. Thế thì xin phép anh em ngồi đây. Anh em đàm đạo với nhau một chút. Tôi đi đài cái nhá. Đi mẹ thua quả cay quá. 5 đánh 9 còn thua.